chào mọi người đã quay trở lại với Channel và đây là vlog một ngày của cô bé Tây Đô, châu nước Đà Lạt, backing dancer và biểu hiện gần đây nhất là công chúa công nghệ. Và việc đầu tiên mình làm vào buổi sáng đó chính là làm một bữa sinh tố đầu ngày. Thiệt sự thì cái đây là cái thói quen mình duy trì được từ đợt dịch năm ngoái và đây cũng chính là một cái bí quyết để mình giảm cân. Thì giảm xương xương từ người chừng này tới người chừng này. Báo hết giùm em cái hình này đi. Uống nha, mời mọi người. Và đến 8 giờ sẽ là giờ học đàn của mình. Mình thì sẽ học kèm với một chị và tụi mình sẽ học online mọi người. Thì mình cảm thấy cái phương pháp học này mình tập trung hơn và đặc biệt là đỡ phải đi lại. Được tập luyện trên chính cây đàn của mình luôn thì mình cảm thấy nó là phương pháp tập luyện tuyệt vời nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tập luyện nhé. Hi mọi người ơi, thì hoạt động tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là tập thể dục. Như mọi người cũng biết thì mình là một con người gọi là dồi dào năng lượng, cô bé Tây Đô rồi đó, nên là việc tập thể dục là không thể nào thiếu. Mà đặc biệt hơn hết là mình sẽ chọn vào giờ buổi sáng, tại vì không ai có thể làm phiền vào cái giờ này của mình. Vậy là mình làm chủ toàn thời gian của buổi sáng. Nếu như trước đây mình đã bỏ tiền mười mấy chục triệu cho những cái phòng gym thì chỉ cần một người mà mọi người có thể giảm cân nhưng mà không mất đồng nào. Hello. Biết mấy giờ rồi không? Trẻ rồi, vô tập. Chưa? Vô tập. Ok, tập thôi. Go. Là năng suất. Bây giờ thì mình sẽ đi make up để chuẩn bị ra khỏi nhà, đi làm nè, đi đến trường nè. Là một VJ thì mình cần nhiều thời gian để chuẩn bị chăm chút cho bản thân. Nhờ có em Samsung Power Body mới vừa có thể hút sạch bụi và lau nhà cùng một lúc nên nhà mình luôn được vệ sinh sạch sẽ. Mình có thêm thời gian dư dả để thoải mái chuẩn bị, đặc biệt là với công suất hút mạnh mẽ tận 5W. Robot hút sạch sẽ mọi bụi bẩn giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Với pin hiệu suất cao thì Power Body có khả năng làm sạch đến tận 150 phút chế độ Eco chỉ với một lần sạc. Chỉ cần kết nối với điện thoại qua ứng dụng Power Body là có thể điều khiển mọi lúc mọi nơi, từ công suất hút cho đến tốc độ lau bất cứ đâu. Lên đồ xong, make up cũng đã xong luôn. Cũng đã đến lúc mình sẽ đi ra khỏi nhà và mình sẽ đến trường mọi người ơi. Hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt với mình. Thật sự là rất lâu rồi không đi học, không đến trường. Nhưng mà hôm nay riêng cái vlog này tôi sẽ dẫn mọi người đi học cùng tôi. Mặc dù ra ngoài nhưng mà mình vẫn có thể điều khiển được robot hút bụi Power Body làm việc từ xa với chế độ làm sạch tự động cũng như là tùy chọn lực hút. Đây là anh xe ôm công nghệ của mình. Mình đã ạp mã free chuyến đi này, không phải trả tiền. Cảm ơn nha. Anh ơi, giữ giùm. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy giấy đơn xin tốt nghiệp để mình điền vào nhé. Cùng đi với mình nha.
Kỳ thực tập tại đài truyền hình HTV của mình vừa kết thúc cũng là điều kiện cuối cùng để mình xét tốt nghiệp. Đây chính là một kỷ niệm không thể nào quên khi mà mình có cơ hội được tham gia vào các ekip sản xuất các chương trình lớn giống như là Hay Là Muốn Nói, Miền Ký Ức và gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng như là ca sĩ Vũ Hà nè, chị Bùi Lan Hương nè, siêu mẫu Cao Thiên Trang nè. Hi. Mê ngoại nha. Yeah, sắp tốt nghiệp rồi. Và bây giờ thì mình đã tới văn phòng S Channel. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Không biết là mọi người đồng nghiệp của mình đã đi làm đầy đủ chưa. Mình đã mang bánh tráng mời mọi người đây. Hú hà. Ủa đông quá nè. Bánh tráng nè mấy bà. Quay hả? Quay vlog một ngày của Hằng. Đó, bây giờ bánh tráng trộn này 20.000 bình là rẻ hay mắc? Rẻ mà đúng không? Rẻ. Tôi nói một lần nữa là bà quay bà lại một phi tò lên. Tắt liền cái tắt liền. Mắc cái gì mà sợ? Mắc cái gì mà sợ camera thường? Mắc cái gì sợ? Sao bật phi tò gì xấu quá vậy? Bật phi tò gì xấu quá vậy? Tắt đi mở camera thường coi. Tôi á. Thấy cam của bà kỹ ở cái mặt tôi chồng quay luôn. Ngon quá. Cái camera của bà khi đi làm. Bà mở gì đi. Tại sao vậy? Thôi vậy? Bởi vì anh có vừa đỡ bị phạt. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếng Anh cùng với thầy Nam Khánh. Xong môi cái đã. Tôi học mà tôi bị quên. Xong môi cho thầy Khánh nhìn. Lắm gì mẹ mẹ. Đó thì đó là buổi học Anh văn của tôi. Tôi dự định là sẽ đi thi là IELTS. Tại vì bằng IELTS hạn mọi người tôi định thi lại được tầm 7 chấm. Tôi apply học thạc sĩ. Thì tôi cứ chiêu chiêu thôi. Cứ chiêu chiêu chắc là học 3-4 tháng sau tôi thi. 3-4 tháng sau thi được không? 10 tháng là tiền cúng cho Nam Khánh đó. Bờ cơ TikTok không chịu dạy dỗ đàng hoàng. Và bây giờ thì mình đã lên đồ để chuẩn bị đi tập nhảy. Thể loại mình tập chính là thể loại walking. Cho nên là khi mình đi tập á, mình sẽ lựa chọn những cái trang phục mà nó thoải mái. Thoải mái nhưng mà vẫn tôn dáng kiểu là nữ tính hơn mọi người. Tôi không biết nữa, tôi nghĩ là một cái thuyết âm mưu nào đó. Có thể là do tôi bày ra để tôi đổ thừa cho cái lý do mà tay tôi đô là vì tôi tập walking. Tới phòng tập rồi đây. Phòng tập của mình thì sẽ ở quận 10 nha mọi người. Nhả quần máy chạy qua đây 30 phút cho mệt đó. Đó, đây là lớp học vui vẻ của mình. Thầy giáo mình là quần vàng đó mọi người. Còn một thầy nữa đeo kính vào trong. Giới thiệu lớp tôi cũng có một hot tiktoker của tình cảm. Mình coi trên TikTok mà sẽ biết anh này tên là gì ba ta? Mình tên là Vi Chiến. Xong rồi học một thời gian sau bắt đầu mở kênh TikTok. Đúng giờ rồi. Được bao nhiêu follow ta? Sắp 700. Sắp 700k follower. Và đây, một người thầy của mình, anh Scarlett. Anh ơi, cho em hỏi là anh có thể liệt kê số giải anh đã đạt được ở cái cuộc thi nhảy trong nước không? Số anh vẫn số. Anh ít lắm, anh ít giải lắm. Anh nói chung là anh không có dạy nhảy nhiều mà nói chung là trải dài trên nhiều cái nghệ thuật. Má này mới là nhiều giải nha, nhảy nè. Các giải ngoài nước, trong nước. Trong nước cũng có. Và tương lai Hằng cũng sẽ cố gắng nè. Trời ơi. Em sẽ cố gắng nè. Hello mọi người, và hiện tại mình đang có mặt ở Lotte Mart để đi siêu thị cùng với Connie. Tôi đi trễ. Và buổi tối ngày hôm nay tụi tôi sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà. Và bếp trưởng là Canh Hiền. Rất là vô duyên luôn, người ta đang đi làm vất vả trong cái nhân gọi dùng gọi xuôi về đó. Kéo đi chợ đi rồi qua nhà tôi nấu ăn. Thì tôi muốn... cái sự gọi là... Thì bữa nay tôi trả tiền. Bữa nay tôi trả tiền. Mười năm tôi trả một lần đó, vui đi. Đây là những gì tôi đã mua ngày hôm nay. Vừa tính tiền vừa coi clip cái channel. Thân thương, ấm áp nhà tôi. Có 1 triệu à. 1 triệu đó. Không chỉ có 3 con người quận 7 này nữa mà tụi mình sẽ rủ thêm các người bạn khác cùng ghé để đó ăn. Là ai thì ai rảnh đâu mà tới chơi với bà. Bà đó, bà ăn trực dữ nhất á. Hello. Sao không mở cửa? Hồi nãy ở dưới gọi người ta chỉ bấm một cái nút thôi là cái cửa nó tự bung ra. Xong cái bà không có bấm cho tôi đứng đó đợi cái người ta vô cái tôi vô ké đó bà. Xui ghê, bà xui đó. Tại sao bà không bấm nút mở? Tôi gọi cho bà sao bà không bấm nút mở? Giờ tôi nghe đâu tôi lười bấm á. Nhà mới hen. Mới ào, lần đầu tiên lên qua nhà mình đó mọi người. Sạch dữ hen. Sạch không? Sạch. Có thể người giúp gì không? Sạch dữ vậy với cái nết ở dơ như bà. Chứ hồi bữa anh Tèo nói tôi là bà không biết giặt đồ lau nhà, cái lau nhà ở đâu nữa mà sao nhà sạch vậy? Tôi nói cho bà nghe, tôi công nhận với bà là tôi không có cái thời gian mà quét nhà lau nhà thiệt. Nhưng mà nhờ có con robot Power Body đó, mọi việc của tôi là nó làm hết tất tần tật mọi thứ. Ghê vậy? Sạch sạch xanh là đều nhờ em.
với hệ thống 4 cảm biến thông minh như cảm biến con quay hồi chuyển gyro, cảm biến chống va chạm, cảm biến bấm bờ và cảm biến chống rơi. Robot có thể di chuyển chính xác, làm sạch mọi ngóc ngách trong nhà một cách thông minh và an toàn. Thiết kế thì nhỏ gọn, chỉ với chiều cao 85mm có thể dễ dàng lướt qua và dễ dàng đi tới những khu vực khó tiếp cận như là gầm bàn hay là gầm giường, làm sạch mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Và đặc biệt hơn hết là em robot hút bụi lau nhà PowerBot E này còn có 4 chế độ làm sạch. Đây tôi chỉ cho bà nha. Tôi sẽ dùng điện thoại nha. Đó, ở đây mình sẽ có 4 chế độ nha. Đây là chế độ tự động này. Đó, hoặc là chúng ta có thể chọn chế độ gấp khúc. Đó. Chế độ thứ ba là chế độ lưỡi sắt nha. Và cuối cùng là chế độ điểm. Đó, đảm bảo là em robot có thể di chuyển làm sạch đúng cái điểm mà mình muốn. Và đặc biệt hơn hết là dễ dàng vệ sinh chỉ với một nút ấn. Hộp chứa bụi có thể rửa chỉ bằng nước. Ngoài ra, robot còn sở hữu ngăn chứa nước thông minh với dung tích lên đến 300ml. Trời ơi, Linh ơi là Linh. Linh ơi là Linh. Cho mày đợi tao kêu robot PowerBot đi ra xử lý. Trời xịn dữ. Quá dữ luôn. Nhưng mà nghe êm ha. Nó chạy rất là êm luôn á. Với tiện á, bạn bè qua nhà chơi đỡ phải dọn dẹp rồi đó. Mưu điểm. Mắc cái gì sợ? Ê luôn á, cái lông của nó rất là mịn nha. Đây là an toàn với trẻ nhỏ. An toàn với trẻ nhỏ. Ủa, với bộ nhà mà có nước nào phá tán tôi á. Nè, để rất an toàn luôn, đừng có sợ. Nước nào phá giống bà là nước quỷ, nước ma gì luôn á. Thì người ta cũng là mày phải tôn trọng, nước nào cũng là nước ma. Em và mấy bà, tôi thấy hai cái nó như là trò chơi, đồ chơi của mình á. Mình có cái remote ở đây. Đó, rồi đó, đi vô chỗ ông Linh nè. Tôi sẽ đi thẳng chỗ ông Linh. Tăng 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 tăng. Robot này biết nấu cơm không? Nói chung là bữa nay tụi tôi hiếm hoi có một bữa tiệc có đông đủ cư dân quận 7 cùng với cư dân Thủ Đức ở đây ngay tại nhà Thánh Hằng. Và bữa tiệc thì do Canh Hy nấu nha mọi người. Chúng ta sẽ được thưởng thức món mì carbonara. Mì carbonara. Thật sự thì mình là một người rất là ít nấu ăn đó mọi người. Nhưng mà mình vẫn thích cái cảm giác mà được nấu ăn tại nhà, ăn cùng bạn bè người thân ấy. Chị này mâu thuẫn gì? Sao? Tôi không biết nấu ăn thôi, tôi ăn mình tôi buồn. Những cái đồ chi không giàu là biết nấu ăn rồi. Trời nó yếu mà. Nó làm cái thôi nhỉ. Anh không làm nhiều chuyện đấy. Đó, thì đây cũng là hoạt động cuối cùng trong ngày của Thanh Hằng rồi. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi tới tận cuối clip ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Và mình cũng không quên, tôi chưa cảm ơn cái nhân vật đặc biệt đã cho chúng ta ăn trong một ngôi nhà với sàn sạch sẽ sáng bóng như vậy là nhờ có em robot PowerBot Y nha mọi người. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.